nhằm tăng giá trị và tăng khả năng bảo quản cho các loài nông sản trong nước. Nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu và hoàn thiện giải pháp cô đặc nước quả bằng công nghệ màng gọi tắt là Diva, tạo ra những loại dịch quả cô đặc phù hợp với nhiều loại nông sản của Việt Nam. Công nghệ này cho phép chế biến nước quả tại nhiệt độ thường, tạo ra dịch nước quả cô đặc tới 70 độ Brick, tương đương với 70% đường. Đặc biệt, màu sắc sẽ đậm hơn và có thể sử dụng trong pha cốc thai. Công nghệ này có thể tận dụng mọi nguồn nguyên liệu Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ có thể tùy chỉnh theo từng sản phẩm và quy mô sản xuất, đặc biệt có khả năng di động. Điều này mở ra triển vọng ứng dụng rất lớn, hiện đã có khoảng 10 doanh nghiệp hợp tác với viện để triển khai công nghệ trong dây chuyển sản xuất.